Chào các bạn nhé. Thì hôm nay là Nguyễn Lợi TV đang có mặt ở một nhà của một ông em. Có nghĩa là ông em này là ông em chuyên nuôi những con chim đẹp. Để anh em nào thích con chim đẹp thì ông em này ông sẽ tư vấn đến nơi đến chốn để cho anh em sở hữu một con chim đẹp. Thì hôm nay là mình đang có mặt ở nhà ông em này. Ông em này là kênh YouTube là kênh Chim rừng Lạng Sơn các bạn nhé. Thì hôm nay là mình sẽ đưa các bạn đến với một kênh YouTube Chim rừng Lạng Sơn, chuyên tư vấn và chuyển nhượng cho những anh em nào có sở thích đam mê về khiếu và họa mi thì sẽ được những con họa mi đẹp. Thì hôm nay đây, đấy, đây là hiện tại đây. Đấy, bây giờ mình sẽ đưa các bạn đến tham quan cái khu vực nuôi chim của kênh Chim rừng Lạng Sơn. Chim rừng Lạng Sơn thì nổi tiếng ở khu vực Lạng Sơn rồi các bạn nhé. Chào em nha, chào Tiến nha. Đấy, em là ngắm cái gì đấy? Trong chia 8 thì hôm nay thì anh cũng mọi người cũng cũng rất nhiều bạn thích là thích chim ở kênh anh, thì anh cũng đưa các bạn đến nhà em đấy, chơi và tham quan một chút những con chim đẹp của em. Và hiện tại là mọi người cũng nhiều người là họ thích là thích sở hữu một con chim đẹp ấy. Thì hôm nay là đến với kênh em là kênh Chim rừng Lạng Sơn nhá. Chim rừng Lạng Sơn thì chuyên tư vấn và chuyển nhượng cho những anh em nào có sở thích đam mê khiếu và họa mi. Đấy, thì hôm nay đây à, có hai chim của em đang tắm phải không? Con nào đây là con chim họa mi nhỉ? Họa mi. Cho ra tắm thì cụt móng. Đấy. Thế nên con chim này mình phải hàng ngày phải cho tắm thường xuyên hả em? Hay như nào? Hàng ngày phải cho tắm thường xuyên. Hàng ngày tắm thường xuyên. À, bên này còn một con nhỉ? Vâng. Ừ. Bên này là những con khiếu nhỉ? Hay là khiếu họa mi phải không em? Đấy là khiếu họa mi. À, khiếu họa mi. Những con này là mình tách lồng ra mình để chuẩn bị là gửi cho anh em phải không? Mình tách ra mình theo dõi anh ạ. À, tách ra theo dõi xong anh em nào thích là mình gửi lại cho anh em, chuyển nhượng cho anh em để anh em thích đúng không? Đấy, thì đây là bà em Tiến. Em Tiến là giới thiệu về mình một tí đi, giới thiệu về kênh YouTube của em một tí để cho mọi người biết đi. Các bạn nha. Kênh YouTube của em là Chim rừng Lạng Sơn các bạn. Chim rừng Lạng Sơn. Em chuyên bán chim, tuyển chim, họa mi, khiếu. Đấy. Bán ship toàn quốc, thanh toán qua nhà xe. Và bảo hành chim tật lỗi trong 3 ngày. Đấy. Các bác nào mà mua chim của em thì hãy ủng hộ cho em Chim rừng Lạng Sơn. Thế em đọc cái số điện thoại của em ở đây luôn đi. Số điện thoại của em là 0852 248 666. 0852 248 666 là số Zalo luôn phải không? Vâng, số Zalo của em luôn anh ạ. Đấy, bạn nào mà thích em Tiến này để tư vấn những con chim đẹp, xem những chim đẹp thì các bạn cứ sang bên kênh Chim rừng Lạng Sơn ấy. Bạn Tiến thường xuyên lã video lên cho anh em để anh em xem được kỹ hơn. Đấy, anh em nào cứ sang số Zalo. Thế Tiến này, cho anh và mọi người vào trong bên trong xem một chút con chim của em được không? Để cho mọi người xem những con chim đẹp của em ấy. Đấy, mời mọi người đi cùng vào đây cùng mình nhá. Đấy. Đấy, ui dồi, rộng thế nhỉ. Đây, khu vực nuôi chim của em phải không? Vâng, trong này em là những con chim là mình là những con chim chuyên là những con chim gì nhỉ em? À, chuyên họa mi mới khiếu à? Thế này để cho anh em giới thiệu đây là khiếu này là khiếu như nào nhỉ? Khiếu này là khiếu mình đi bắt ở Cao Bằng về. À, khiếu Cao Bằng. Vâng. À, để cho anh xem lướt lướt qua để cho các bạn xem một tí nhá. Bao thì em tư vấn thích khiếu Cao Bằng của em là thế đấy. Anh thấy có ở chân nó có gì trắng trắng cho em nhỉ Tiến nhỉ? Tem bảo hành. Tem bảo hành à? Tem bảo hành của Cao Bằng. À, tem bảo hành của Cao Bằng. Bảo hành là như nào gì nhỉ? Bảo hành là chống mái đấy anh. À, chống mái. À, bây giờ mới hiểu các bạn này. Đấy, có nghĩa là như nào? Có nghĩa là cái tem ở chân này các bạn này, thấy cái tem ở chân chưa? Cái tem ở chân là bảo hành là con nào có tem là con chống ở phải không em? Hay như nào? Đấy. Cái này là chim của anh em Cao Bằng đấy. Anh em Cao Bằng là chim trống. Đấy, đây các bạn. Đây là chim Cao Bằng các bạn nhé. To đẹp phết nhỉ. Những con chim này những chim Cao Bằng to đẹp phết đấy nhỉ. Thế là hiện tại là em có khiếu Cao Bằng và khiếu tỉnh nào nữa nhỉ? Cao Bằng là khiếu Lạng Sơn. À, khiếu Cao Bằng và khiếu Lạng Sơn à? À, thế đây là khiếu Cao Bằng các bạn nhé. Thì mình quay cho anh em xem thôi. Thật là chim rất là đẹp này. Chim to đẹp lắm. Trong một lúc nữa mình lại quay sang bên khiếu Lạng Sơn để cho anh em phân biệt rõ hơn các bạn nhé. Đây có 9 con.
Đấy, con nào cũng to đẹp về các bạn nhé. Thế các bạn thì anh em nói trong trong video rồi. Anh em nào mà thích xem chi tiết thì anh em cứ sang bên kênh Chim Rừng Lạng Sơn ấy. Anh em có ở đó thì anh em thấy được em Tiến em ấy chia sẻ cho chi tiết hơn. Đấy. À, bây giờ anh sang xem khiếu Lạng Sơn phát nhỉ. Đấy các bạn đang này đấy. Đang nói chuyện dở với các bạn là đây là khiếu của Lạng Sơn. Đấy, những con khiếu Lạng Sơn này cũng khá là to đẹp các bạn. Nói chung là to đẹp. Đấy. Đấy thì thật ra là mình sẽ không quay chi tiết cho anh em xem được đâu. Đấy vì hôm nay là đến tham quan nhà em Tiến. Thì muốn chia sẻ để anh em biết là em Tiến là chuyên chuyển nhượng lại những con chim cho anh em thích. Thì em Tiến sẽ báo giá cho anh em để anh em thích con nào thì anh em sẽ được chi tiết hơn. Thì tốt nhất là anh em cứ sang kênh Chim Rừng Lạng Sơn. Anh em xem chi tiết hơn các bạn nhá. Đây là những họa mi đây. Đấy, những họa mi của nhà em Tiến này, kênh Chim Rừng Lạng Sơn này. Khá là đẹp. Đấy, nói chung là hôm nay là mình cứ chia sẻ như vậy thôi. Thì hôm nọ thì hôm nọ mình sang ấy, thì khu vực này cũng rất là nhiều chim nhá. Nhưng em Tiến khách hàng yêu mến đã em Tiến đã gửi chim về cho các bạn ở phương xa mọi miền Tổ quốc rồi. Cho nên là hôm nay nhiều bạn là không biết thôi. Mình hôm nay mình đến để chia sẻ những khu vực bán chim có uy tín của Lạng Sơn thì mình mới đưa các bạn đến thôi. Còn thật ra là mình cũng không làm mà cái người không uy tín mình sẽ không làm đâu. Đấy thôi thôi các bạn nhé. Thôi mình cũng đi ra thôi. Đi ra và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo thôi các bạn nhé. Đấy. Đấy, ở bên này. Bên này có một số những em chim tách lồng ra để chuẩn bị gửi cho những các bạn nào yêu chim các bạn nhé. Đấy, thôi video mình xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.